xây dựng con người Lào Cai đoàn kết, yêu thương, kỷ cương, văn minh, hiếu khách là mục tiêu được đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, được tỉnh ủy Lào Cai tổ chức sáng nay. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 33, Lào Cai đã có nhiều đổi mới theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa, văn học, nghệ thuật phát triển đúng định hướng của Đảng, vừa bảo đảm quyền tự do dân chủ, coi trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, trong các tầng lớp nhân dân. Hết năm 2023, toàn tỉnh đạt 79% làng, bản, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 96% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Phát huy những kết quả đã đạt được, Lào Cai hướng tới xây dựng văn hóa con người Lào Cai phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng thấp và vùng cao. Chỉ còn chưa tới một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để phục vụ tốt cho kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch bảo đảm kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Năm nay, Lạng Sơn có hơn 9.530 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 21 điểm với khoảng 2.000 người tham gia công tác tổ chức. Hiện các trường trung học phổ thông đã hoàn thành chương trình các môn học, hiện đang ôn tập lại kiến thức cho từng nhóm đối tượng. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phối hợp với các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn tất cả các khâu khi diễn ra kỳ thi. Nhằm nâng cao về nhận thức và trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cứu và hỗ trợ hồi sinh tim phổi, Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế vừa tổ chức ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ về tập huấn hồi sinh tim phổi. Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương hai mô hình tập huấn hồi sức tim phổi đạt chuẩn quốc tế, một máy khử dung tim tự động dùng trong tập huấn, cùng 1.000 tài khoản học sơ cứu trực tuyến các kỹ năng cấp thiết. Việc triển khai dự án không chỉ mang lại kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người dân, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của sơ cứu trong các tình huống sức khỏe khẩn cấp. Đây là bước tiến quan trọng trong việc giảm thiểu tỷ lệ tử vong do ngừng tim ngoại viện và mở ra cơ hội cho nhiều người dân được tiếp cận và học hỏi những kỹ năng cứu người quan trọng. Thưa quý vị, lũ tiểu mãn là loại lũ do mưa rào gây ra, thường xuất hiện từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 hàng năm. Nhằm bảo đảm an toàn mùa vụ và đạt được những năng suất cao, Ninh Bình đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân sớm ngoài đê. Năm nay, huyện Gia Viễn gieo cấy gần 6.000 hecta lúa đông xuân, trong đó diện tích lúa ngoài đê khoảng 640 hecta. Vì thế, vào những ngày này, ở các cánh đồng dọc ven đê Hoàng Long, bà con đang tích cực khẩn trương thu hoạch, phòng tránh lũ về, gây ngập úng lúa. Thì tôi cũng có là mấy xào ruộng, con cái nó đến nó gặt thêm với nữa, là chuẩn bị lũ nó đến, ấy, phải gặt sớm đi. Ninh Bình có khoảng 1.500 hecta lúa được cấy ngoài đê, tập trung chủ yếu ở huyện Nho Quan và Gia Viễn. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, đến nay Ninh Bình cơ bản thu hoạch xong các diện tích lúa ngoài đê nhằm tránh lũ tiểu mãn. Gia Hưng là một cái đồng chiêm trũng, địa thế thì nó là bán sơn địa. Chính vậy cho nên là nhân dân chúng tôi là có cái tổng diện tích ngoài đê đối với hợp tác xã là 193 ha. Thì hàng năm thì cũng chịu rất là nhiều những cái lũ tiểu mãn và có những năm thì đã lũ lụt rất lớn. Từ những cái thực tế này thì chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo cho thu hoạch. Do có sự định hướng ngay từ đầu nên bà con đã lựa chọn những giống lúa tốt và bảo đảm đúng khung lịch thời vụ. Việc tỉnh chủ động cung ứng các dịch vụ thủy lợi, đưa ra các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và các giải pháp phù hợp ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường đã giúp nông dân tỉnh Ninh Bình tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất hiệu quả và tránh những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.